Xin thân chào hết thảy các bạn yêu cờ. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn một trận đấu hay của ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất với tựa đề Ngậm đắng nuốt gai trước Bắc Cung của Vương Thiên Nhất. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Chứ 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 Chứ
将军。吃。Bỏ mã thôi thì xe có vào giữ thì pháo cũng bình qua lên bắt chết mã thôi. Chứ. 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 Chứ.吃。将军。Tới đây, Cúc Diên Quân đã buông cờ, nhận thua sớm. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.